Mọi người có nhu cầu mua ạc liên quân, ạc phi phai giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobet.com. Shop này do Gaobet làm chủ và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nha mọi người. Hello, hello mọi người. Thì hôm nay cô Ngân sẽ có một chuyến bay đi Thái cùng với lại Đắc nè. AX ngồi ở phía trong và bên này là YG ngồi bên phía này mọi người. Thì do sáng nay là do ngủ dậy trễ hay là taxi không được khi đó cho nên là ra trễ. Sáng nay đặt xe không được đúng không? Đúng rồi, em đặt từ lúc 6 giờ. 6 giờ đặt tới tầm gần 7 giờ mới được đúng không? Đúng rồi á. Để vậy con kẹt xe rồi mọi người cho nên là bây giờ mới quay được cho mọi người. Không có quay được ở ngoài sân bay rồi để lên máy bay rồi. Đây ít người ở phía trong mọi người. Ok bây giờ thì chỉ có thể là ngủ sau đó là đợi bay sang Thái rồi sẽ quay tiếp cho mọi người nha. Ok thì tụi mình đã tới Bangkok rồi. AX ở phía sau nha mọi người. Thì rất là mệt luôn, đi khoảng tới đây vào lúc 10 giờ 5 và lên máy bay lúc 8 giờ 40 thì cô Ngân vẫn còn bị bệnh mọi người ơi. Thì bây giờ thì sẽ về khách sạn luôn nhưng mà cô Ngân chưa có đổi tiền mọi người ơi. Nãy ra bị muộn cho nên vẫn chưa đổi tiền được. Ok thì bây giờ tụi mình vẫn đang ở sân bay mọi người ơi, đang AX với lại Đắc đang gửi xuất nhập cảnh ở phía sau, phải có một cái tờ giấy để mình có thể qua Bangkok thì có thể ở được, có mọi người kiểu xuất nhập và cư sang bên này một vài thời gian. Thì đằng sau đang gửi ở phía sau bên này là Uy Chi thì vẫn chưa ra sân bay mọi người ơi, vẫn đang ở đây. Thì hiện tại thì nhiệt độ bên này là 29 độ C nhưng mà đang ở trong sân bay nên cũng không có nóng gì cho mấy cho nên cô Ngân vẫn đang mặc áo khoác nghe bảo. Ở đây thì khá là nóng mọi người. Tí nữa ra ngoài thì cô Ngân sẽ quay túc túc hay là cái gì đó cho mọi người xem nha. Ok thì bọn mình đã ra khỏi sân bay rồi thì mình với AX đi chung một xe nha mọi người. Còn Đắc với AX đi xe khác. Trời ơi xe này bao xịn luôn mọi người ơi. AX trên này nha mọi người. Nó đèn xung quanh luôn, trời ơi, ảo xe xịt mọi người ơi, Lamborghini. Xe rất là xịt luôn mà không khí rất là nóng luôn mọi người. Hay là ngồi trong một chiếc xe xịt rất là mát luôn. Bây giờ thì mình đang đi về khách sạn rồi mọi người. Mong là khách sạn sẽ rất là xinh đẹp. Và tối nay mình sẽ có một buổi đi chơi trước khi là ngày mai thì mới qua bên Garena ở bên Thái được. Ok, bây giờ chúng ta cùng về khách sạn nha mọi người. Ok thì cô Ngân đã về tới khách sạn rồi và nhận được phòng luôn rồi mọi người ơi. Thì khách sạn ở đây hơi bị rộng luôn thì cô Ngân sẽ ở một mình và có phòng này có hai giường luôn mọi người, và cô Ngân sẽ ngủ một lần hai cái giường này luôn. Thì khách sạn này có cả cái tivi nữa, phía ngoài này có ban công nữa, phòng của cô Ngân ở phía ngoài nên có ban công cửa sổ nữa, ngoài đây còn có cả ghế nữa mọi người ơi. Này ui phía ngoài còn có ban công, có cả ghế ngồi ngoài đây nữa. Trời ơi khách sạn hơi bị thoáng mát luôn mọi người ơi. Sau này là gương mọi người. Ok thì sau một thời gian nghỉ ngơi ở khách sạn thì tụi mình đã đi ra ngay chỗ trung tâm thương mại của ngay Bangkok. Trung tâm thương mại khá lớn luôn. Thì bây giờ ở phía ngoài nóng nhưng mà ở trong này thì rất là mát luôn mọi người. Phía sau là YG, Đắc và AX ở bên này. Ok Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, thì sau một thời gian đi vòng vòng ngay chỗ trung tâm mua sắm thì sẽ quyết định là ăn ở trong phía trong nhà hàng này nha mọi người. Thì siêu thị ở đây rất là to luôn, cùng trung tâm mua sắm đây. Sẽ quyết định là ăn ở trong nhà hàng này. Mọi người đang ở phía sau chọn món rồi. Sườn heo xào cơm, còn đây là tôm sú xào cơm, còn bên đây là thịt dê xào cơm, còn tiếp theo đó chính là thịt nai xào cơm, và tiếp theo đó là cà rốt xào cơm. Ở đây thôi cá hồi, cái này là cà rốt đó. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng là đồ ăn ở đây rất là nhiều mà. Thì quán hồi nãy không được mọi người, bây giờ mọi người quyết định là sẽ đi ăn ở món này, bên này hơi bị ngon luôn mọi người. Một món khá giống ở Sài Gòn, nơi nào cũng có hết mọi người. Kiểu miếng rồi phở rồi các kiểu thôi mọi người, mì gói rồi các kiểu. Mà nhìn khá ngon. Ôi cái này là mô hình luôn mọi người. Chờ đầu giống thôi, giống thật luôn mọi người. Đúng rồi, là giống thật đó, đúng không? Ủa cái bên này là thật hay là giả vậy? Nữa. Nhìn giống thật lắm luôn ấy. Mè tương thì nó dễ không? Nhìn cái mè tương này dễ rồi. Cơm này nó thô thế nào á. Không, có khi là đồ thiệt người ta để lâu á, xong rồi nó đóng băng vậy luôn. Đồ dễ mọi người. Nó giống như là nhựa á. Như nhựa á, nhìn cơm. Cái này là bộ nhựa. Mà nhựa mà. Nhựa mà. Ở bên Thái hay lắm, người ta trưng bày mấy cái này người ta chỉ làm đồ giả thôi. Các bạn có thể thấy là nhìn rất là giống luôn, nhưng mà thực sự đây là bằng nhựa hết nha các bạn. Bằng nhựa hết nha các bạn. Bằng nhựa hết luôn. Ok, thì sau khi mà chụp vật ăn uống khoảng nửa tiếng đồng hồ thì con Ngân cũng ăn mà không hít nổi nước mọi người, vì nó quá cay. Nó nóng nữa, trời đúng là đồ ăn Thái rất là nóng và cay. Và đang ăn thì ăn gần xong thì anh Hồng Đức bên Gardena lại đem đến cho mọi người một viên trà sữa rất là ngon. Trời cứu tinh mọi người. Ok, thì ăn uống no say rồi, thế mà con Ngân sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhá. Ok, thì tụi mình vẫn đang ở trong siêu thị mọi người, mới mua đồ rất là nhiều. Thì con Ngân mua đồ về cho gia đình của Gia Bạc. Bây giờ đang đợi trà sữa. Đồ ăn ở đây rất là nhiều luôn mọi người. Thì hẹn nhau là 5:30 mới về khách sạn rồi. Và đi mua sắm vẫn chưa về khách sạn rồi. Bây giờ con Ngân sẽ bật cam sau để quay thức ăn cho mọi người xem nha. Rất là ngon luôn mọi người. Em khoảng tầm 4 cuối là được rồi. Bye bye mọi người, nghỉ ngơi làm clip cho mọi người thôi nào, bye bye.